Xin chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in nhiệt Xwinter Wi-Fi này với cái phần mềm mà Kiosk Việt để các bạn có thể in cái hóa đơn bán hàng trên cái khổ giấy K80 nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này và hướng dẫn các bạn cài đặt cái Wi-Fi ở nhà của các bạn kết nối với cái máy in này để các bạn có thể in không dây nha. Thì cái phần mà kết nối cái máy in này với cái Wi-Fi ở nhà của các bạn á thì nó cần phải có cái máy tính hoặc là laptop các bạn mới làm được nha. Thì những bạn nào mà không có máy tính hoặc laptop á, thì trước khi mua hàng á, các bạn liên hệ với mình và cung cấp cho mình là tên wifi nè, bát wifi nè, địa chỉ mạng nhà của các bạn nè, để mình cài đặt trước cho các bạn về các bạn chỉ cần gắn điện vào các bạn xài thôi nha. Thì cái phần mà các bạn cung cấp cho mình á thì mình sẽ hướng dẫn ở đây luôn nha. Rồi các bạn vào trong cái phần cài đặt này ha, các bạn vào wifi. Rồi cái tên wifi các bạn đang kết nối nè, wifi ở nhà của các bạn á. Rồi các bạn cung cấp cho mình là chụp cho mình một cái tấm là tên wifi nè, không thôi các bạn vào chữ y cũng được nè. Rồi các bạn chụp cho mình cái tấm này, đây thấy được cái địa chỉ IP nè, mặt nạ mạng và bộ định tuyến nha các bạn. Rồi chụp cho mình một tấm này ha và cung cấp cho mình cái bát wifi, chính xác là bát wifi của cái tên wifi này nha, để mình cài đặt trước cho các bạn. Khi mà các bạn đem về nhà các bạn chỉ cần cắm điện vào các bạn xài thôi. Thì cái máy in này các bạn có thể in bill, in hóa đơn để gửi khách hàng, hoặc là các bạn có thể in những cái mã vận đơn của các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, Tiki hoặc là Sen Đỏ, hoặc là những cái đơn vị vận chuyển như là giao hàng nhanh nè, Viettel Post nè, giao hàng tiết kiệm nè. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái máy ra nha. Thì ở trong máy á, nó đi kèm á, là một cọng cáp USB nè để kết nối máy tính với cái máy in nè các bạn, và một cái máy nè, máy in Xwinter nè đây, và cọng cáp sạc, cáp để các bạn cắp nguồn đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn lấy máy ra nè, các bạn cắm nguồn vào nha. Rồi bây giờ thì để mở khay giấy ra các bạn, ở bên đây nó có cái cần gạt nè, các bạn bấm gạt xuống là nó sẽ mở khay giấy ra nha. Thì các bạn lấy một cái cuộn giấy ha, các bạn bỏ vào. Thì cái máy in này nó sử dụng giấy khổ K80 nha các bạn. Đó các bạn để cùng chiều như thế này ha, rồi các bạn đóng lại. Còn cái cọng cáp USB á thì cái đầu dẹp nè các bạn gắn vô trong cái máy tính của các bạn ha, hoặc là laptop á. Còn cái đầu vuông vuông tròn tròn này nè các bạn gắm vô cái main. Đây các bạn gắm như vậy ha. Rồi thì mình có cái cọng dây mình đã gắm sẵn rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái cọng dây này mình gắn luôn. Đó thì để kết nối wifi á, thì các bạn buộc phải kết nối với cái máy tính thì các bạn mới cài đặt cái wifi cho cái máy in này nó kết nối với wifi được nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua bên cái máy tính để mình hướng dẫn các bạn cài đặt cái máy in này nha. Ok, thì bây giờ các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn tải cái phần mềm này về nha, mình để cái đường link ở bên dưới phần miêu tả. Sau khi tải về các bạn được file nén như thế này ha, các bạn clip phải vào nè, các bạn chọn Exact Here để các bạn giải nén ra nha. Rồi các bạn clip vào. Rồi bây giờ các bạn chạy cái file này lên nè, Green Test nè, các bạn mở cái file này lên ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm Green để các bạn in thử coi cái máy in của các bạn nó đã kết nối thành công với máy tính chưa nha. Nó thành công đó thì nó sẽ in một miếng giấy ra này, các bạn để ý nè, đó đó. Rồi nó báo đây là Send Data Success nè các bạn, đó USB thành công nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào Advanced ha, mình vào Set Net nè. Rồi ở đây á, các bạn lưu ý giúp mình nè, cái wifi á các bạn vào trong cái điện thoại các bạn xem cái wifi của mình, cái wifi mình đang sử dụng nè, muốn in được á, là điện thoại mình kết nối wifi, máy in kết nối wifi, hai cái sử dụng một wifi mới có thể in được nha các bạn. Rồi các bạn vào cái wifi ở mình, ví dụ ở đây là mình cái cho như trần nè, rồi mình vào chữ y nè, mình sẽ thấy được cái địa chỉ IP nè các bạn, cái subnet nè, và cái default gateway nè, ở trên này là các bạn thấy không,
IP nè, IP address nè, network nè, default gateway nè, nó tương ứng ở trên cái phần mềm của chúng ta nha. Thì bây giờ chúng ta xem ở đây nha. Thì cái địa chỉ IP nè, 192.168.1 nè các bạn. Từ cái khúc chấm 1 nè, trở về trước, các bạn điền y chang nha. Đó, mình ví dụ đây 192.168 nè, giống nè, ở đây 123 mình đổi là số 1 ha. Thì ở chỗ số 1 này á, tùy theo cái mạng nha các bạn có mạng là chấm 0, chấm 1, chấm 2, chấm 3. Bắt buộc các bạn phải xem để các bạn mới biết được nha. Rồi, ok, thì bây giờ ở đằng sau này á, thì các bạn sửa lại giúp mình là 250 hoặc là 252, 251, 249. Thì thường những cái địa chỉ IP này á, nó rất ít có cái thiết bị sử dụng, tại vì nó nằm gần cuối rồi. Đó, rồi còn ở dưới đây các bạn, dưới đây là cái default gateway nè, cái nét mắt này các bạn giữ nguyên nha. Các bạn cũng xem ở đây luôn nè các bạn, mặt nạ mạng nè, 255, 255, 255. Các bạn đánh y chang luôn, hai dòng cuối các bạn giống đánh y chang luôn nha. Đây, chấm 1, các bạn đánh y chang luôn. Rồi, bây giờ các bạn xuống dưới phần Wi-Fi Router nè. Chỗ Wi-Fi Router này SSID là cái tên Wi-Fi nha các bạn. Đây, cái tên Wi-Fi nè, các bạn vui lòng đánh cho nó chính xác luôn nha các bạn, dứt hoa dứt thường khoảng cách luôn nha. Rồi, ok, của mình đây là Johnny Trần nè. Rồi, xuống đây là Wi-Fi cây nè. Rồi, các bạn nhập cái mật khẩu vào, các bạn nhập chính xác nha. Rồi, ở cái mã hóa nè. Rồi, ở cái mã hóa này á thì các bạn chọn ở để nguyên cũng được, nếu mà các bạn để nguyên á, nó cấu hình xong nó không chạy á, các bạn có thể chọn xuống cái chỗ BPA2 nè, Keep AS nè, BS gì nè, đó cái chỗ này nào các bạn đấy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ bấm Setting On nè, nó sẽ cấu hình cho cái máy in nha. Các bạn để ý nó sẽ tiếp nè. Đó. Các bạn chờ xíu nó sẽ cấu hình xong một xíu. Đó, đèn đỏ nó tắt là nó cấu hình xong nha. Chờ thêm xíu nữa, sau đó mình sẽ tắt cái máy in và mình mở lên lại nha. Để mình hướng dẫn các bạn bấm in test luôn nha. Ra cái tờ in test nó sẽ có tất cả các thông tin mà nãy giờ các bạn cấu hình. Ok, bây giờ bên hông là các bạn, nó sẽ có một cái bên hông nè. Bây giờ mình rút cái cáp USB ra đi. Rồi, bên hông là có nút tắt nè, các bạn bấm tắt đi. Rồi, các bạn bấm giữ nút fit nè, bấm và giữ nha. Rồi, mở nguồn lên. Cái đèn đỏ đây nó chớp, cái nó tắt, cái bạn buông ra. Rồi, buông ra. Cái máy này thì nó tự động cắt giấy luôn nha các bạn. Đây, cái thông tin mình cấu hình nè, địa chỉ IP nè, 192.168.1.250. Cái địa chỉ này các bạn sẽ nhập vô trong cái phần mềm để các bạn in nha. Ok, thì sau khi mà đã cài đặt cái máy in này kết nối với wifi ở nhà của các bạn rồi á, thì shop bên mình nó sẽ có để cái tờ giấy IP in test ở trong máy á, hoặc là các bạn có thể làm theo cách của mình để các bạn xem cái địa chỉ IP để các bạn nhập vào cái phần mềm nha. Thì trước tiên á, là các bạn tắt máy nè, ở bên đây có cái công tắc nè. Rồi một tay á, các bạn bật cái công giữ cái nút này, nút fit ở đây nè các bạn. Giữ cái nút ở đây nè, tay các bạn giữ ha. Bấm và giữ, sau đó các bạn mở nút nguồn lên, đèn đỏ nó chớp nè. Rồi nó tắt một cái nè, bạn buông ra. Nó sẽ ra tờ giấy nè. Đó, cái máy này nó sẽ tự động cắt giấy luôn nha các bạn. Rồi, ở đây các bạn thấy nè, cái địa chỉ IP 192.168.1.254 nè. Rồi các bạn nhập cái địa chỉ IP này vào trong cái phần mềm ha. Rồi còn đây là cái tên wifi và cái path nó sẽ giấu nè. Rồi các bạn mở cái phần mềm Kiosk Việt lên ha. Rồi các bạn mở phần mềm Kiosk Việt lên. Rồi các bạn vào ở trong phải cái chỗ ba gạch nè, nhiều hơn nè. Rồi cài đặt máy in. Rồi chỗ này là mặc định là nó sẽ tắt nè. Các bạn mở lên ha. Rồi các bạn chọn máy in, thêm máy in. Rồi chọn module. Các bạn ở đây không có tên máy in của mình, các bạn có thể chọn cái đầu tiên cũng được nè. Rồi các bạn nhập địa chỉ IP như nãy mình nói vào á, 192.168.1.254 ha. Rồi tên máy in tự ý. Đây in thử nè các bạn ha. Đây. Đó. Rồi ok, mình lưu lại ha. Rồi ra ngoài.
Mình lấy một cái đơn mình in thử. Rồi, thanh toán. Rồi đây ha các bạn ha. Giấy in rất là đẹp luôn, khổ rất là đẹp, mực rất là đẹp luôn nha các bạn. Ok thì những bạn nào mà muốn mua máy in này á thì các bạn có thể xuống dưới phần mô tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada á, các bạn mua hàng để được giao hàng tới tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để là một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.